Thẩm đường phát hiện tưởng thành duận có đầy những lời nói tình cảm, nói giống như cô là người duy nhất cũng là người cuối cùng của anh vậy, mặc kệ như thế nào, nửa đêm anh đến thăm cô, thật sự cô rất vui vẻ, anh chờ một chút, em đi thay quần áo đã, thẩm đường bỏ điện thoại xuống, thay váy dài, sợ đánh thức ông ngoại ở phòng khác, cô mở cửa thật cẩn thận, nhón mũi chân đi ra ngoài, từ lầu 1 đến lầu 3 của homestay đều tắt đền, ngoại trừ tiếng sóng biển, toàn bộ làng trài nhỏ nhỏ đều an tĩnh lạ thường nhờ ánh trăng mà bước chân thẩm đường cũng đi nhanh qua sân cách bụi hoa và hàng rào gỗ tưởng thành duật đang đứng ở cửa nhìn về phía của cô ven đường có hai chiếc xe hơi dừng lại tài xế không bước xuống dưới thẩm đường mở hàng rào gỗ từ bên trong ra cái hàng rào này chỉ là để trang trí dây thường xuân bò đầy mặt trên tưởng thành duật đặt tay trên hàng rào vẫn luôn nhìn cô còn tưởng em sẽ kích động mà chạy vào lòng ngực anh chứ tóc dài của thẩm đường bị gió biển thổi loạn, ngọn tóc tùy ý không cho cô nhìn tưởng thành ruột, nếu không phải tại cái cửa gỗ này, nói không chừng em thật sự có thể nhào vào lòng anh. Năm ngón tay của cô đan lại, túm tóc lại sau đầu, gió khá lớn, bàn tay cô đành phải luôn đặt ở trên đỉnh đầu, cô dương khóe miệng đối mặt với anh, ngọn đèn dầu của con đường ven biển đập vào đáy mắt cô, tỏa ánh sáng rực rỡ lung linh, cũng hết sức lành lạnh, cái cảnh này, làm lại cô nói tưởng thành duật còn chưa phản ứng kịp câu nói làm lại là có ý gì thẩm đường đã lùi lại đến trong vườn cô chạy đến chỗ anh đón gió làn váy dài phất lên lúc này tưởng thành duật mới thấy rõ cô để chân trần sợ âm thanh của dép lê lớn nên cô không mang gì mà chạy ra mở cửa cho anh tưởng thành duật cúi người đón được cô rồi bế cô lên trong gió biển hai người hôn nhau thật sâu đôi môi rời nhau thẩm đường câu lấy cổ anh hô hấp bình tĩnh trở lại luôn có một loại cảm giác không chân thật như trong mơ tưởng thành ruột buông cô ra đừng lộn xộn bên này đều là hòn đá nhỏ anh đi đến ô tô lấy vali hành lý thẩm đường lui lại mấy bước vào bên trong cánh cửa đứng ở bậc thang trong vườn sóng biển gào thét màu trắng của bọt sóng ở trước mắt cô đang quay cuồng ngón tay cô nhẹ nhàng khẩy khẩy lá cây của dây thường xuân rồi ngẩng đầu nhìn tưởng thành duật cái thành phố lộng lẫy như những vì sao này cũng không bằng một phần nghìn của người đàn ông này tưởng thành duật sắp xếp việc cho tài xế vài câu hai chiếc xe lần lượt phóng đi anh xách vali hành Lý đi vào, sợ đánh thức du khách ở đây nghỉ ngơi, cái vali chỉ có thể nhấc khỏi mặt đất, thầm đường đi ở phía sau, khóa lại cửa Vườn từ bên trong, giống như đi ăn trộm vậy, tưởng thành ruột gión ra gión rén, sợ ông bất ngờ tỉnh lại, từ trong phòng đi ra rồi nhìn thấy anh, đến phòng khách, thầm đường chỉ chỉ gian phòng ngủ bên tay trái, tưởng thành ruột nắm chốt cửa, nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó khóa trái cửa phòng ngủ, hai người đều thở vào nhẹ nhõm một hơi, tưởng thành ruột xách vali đến bên cửa sổ, nhìn quanh phòng ngủ một lần, phong cách trang trí cũng không khác so với biệt thự ở Bắc Kinh của anh cho là Lắm, đến giấy dán tường cũng dùng cùng loại, phòng ở tự sửa chữa, đã theo kịp phòng của biệt thự, có nhà tắm riêng, phòng để quần áo, bên cửa sổ còn đặt thêm ghế sofa và bàn trang điểm, phòng của em mới vừa sửa chữa sao? Anh cố tình hạ giọng, năm trước có trang trí lại một lần Thẩm Đường mang dép vào, không sao đâu, anh nói chuyện như bình thường là được, khi trang trí phòng ở em đã làm thêm cách âm, tưởng thành ruột trò chuyện về nhà của cô, vừa rồi ô tô lái thẳng đến đây, nhà cô thuộc dạng có nhiều phòng ở, sân cũng lớn, sao nhà em lại xây nhiều phòng ở như vậy? Thẩm Đường, có tiền đó, anh nghe cô nói đến nghẹn lời, Thẩm Đường cười, nhà lầu cách vách kia cũng là nhà em, thì gia phòng của nhà cô còn nhiều hơn những gì anh nhìn thấy. Tưởng Thành Duật không để ý nói một câu, bên kia là ba em ở sao, về ba mẹ cô có nhiều tin đồn trên mạng, trước đó cô có nói một câu, cô nói sau khi ly hôn thì ai cũng đã có gia đình mới, cô lớn lên với ông nội, cũng là cho thuê để người ta buôn bán. Ba em Tiếng sưng hô ba này nói lên sao lại xa lạ như vậy, bọn họ không ở thâm quyến, không nói đến những thứ này nữa, tưởng thành ruột cảm giác quan hệ của cô với ba mẹ không tốt, cô không muốn nói đương nhiên anh cũng sẽ không hỏi, vừa rồi đi chân trần ra ngoài nên thẩm đường vào phòng tắm rửa chân, tưởng thành ruột lấy đồ dùng hàng ngày và áo ngủ trong vali ra, anh cởi áo vest vắt lên trên ghế, nâng cầm lên bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, thẩm đường rửa chân xong đi ra ngoài làn váy dài ở chân thắt thành một cái nơ, cô ngồi ở mép giường, đưa tay ra phía sau trống lên giường, dáng vẻ tùy ý thả lỏng. Cô nhìn tưởng thành ruột cởi cúc áo, sao nửa đêm rồi mà anh còn từ Quảng Châu đến thâm quyến vậy, phiền phức trong việc làm ăn của người bạn đó đã giải quyết xong rồi, ở lại đó cũng không có chuyện gì nữa mặc dù đã giải thích trên wechat tưởng thành duật vẫn nói trước mặt cô lại một lần nữa chỉ là một người bạn gần nhà quen biết từ nhỏ thôi em biết mà thẩm đường nói lúc trước anh đã nói rồi tưởng thành duật cởi đồng hồ để trên tủ đầu giường anh cũng chỉ có một mình em hẳn là em không cơ hội ghen với những người phụ nữ khác một câu nói vô tình của anh đã có thể làm cho lòng người gợn sóng thẩm đường cũng không xoắn suýt việc anh cố ý bay đến quảng châu nữa hôm nay anh mới về nước sao ừm lệch múi giờ nên vẫn chưa thích nghi được đoán được điều kiện khu du lịch này có hạn anh không chuẩn bị phục vụ như của phòng tổng thống mà đã tự chuẩn bị dép lê thay dép xong tưởng thành duật lấy áo ngủ đi vào phòng tắm chờ tưởng thành duật tắm xong đi ra chỉ có đèn bên tường sáng lên trên tủ đầu giường có thêm một ly nước ấm một quyển sách còn có một lọ melatonin thẩm đường đã nằm trên giường cô đeo bịt mắt rồi nằm thẳng để lại hơn phân nửa chăn cho anh tưởng thành duật uống nửa ly nước ấm nhưng không uống melatonin anh bắt lấy bịt mắt của cô em còn ngủ được sao thẩm đường cười đây là giường của em sao em lại ngủ không được chứ tưởng thành duật hôn cô hôn một đường từ trên cổ xuống phía dưới xa nhau mới có một khoảng thời gian cô cô biết nếu cứ hôn như vậy thì chắc chắn không có cách nào khống chế được, trong nhà không có cái đó đâu, cô không biết anh sẽ đến, nên cũng không có chuẩn bị, bao, giọng nói tưởng thành ruột khàn khàn, không phải anh còn có miệng có tay sao, bị anh ôm hôn như vậy, thẩm đường cũng muốn anh, đèn tường chói mắt, cô sờ soạng mang bịt mắt lên, trong lúc này, một mảng đen tối đã ập vào trước mắt, thân thể giống như lơ lửng trên mặt biển, sóng lớn ập tới, cô trầm luân ở giữa môi lưỡi của anh, lúc gió êm sóng lặng đã là một giờ sau, tưởng thành ruột tắm rửa đơn giản, điều chỉnh ánh đèn đến mức nhỏ nhất, lệch múi giờ còn chưa thích nghi được, anh tựa vào đầu giường cầm kịch bản xem, thẩm đường xoay người đối diện với tưởng thành ruột, cô đang mang bịt mắt nên không cảm giác được ánh sáng, cũng không biết tưởng thành ruột đang xem thứ mà cô chỉ nhìn có hai trang giấy, đầu hạ năm ấy, tưởng thành ruột vươn tay, đặt trên đầu vai cô, sao còn chưa ngủ thế, trước khi anh đến em đã ngủ một giấc không buồn ngủ lắm. Vừa nói, Thẩm Đường vừa chống khuỷu tay lên, tưởng thành duật quay đầu nhìn cô, sao vậy, đổi tư thế ngủ thử xem có thể ngủ được không? Thẩm Đường đầu gối lên ngực anh, tay ôm lấy eo anh, ngày nào thì anh về Bắc Kinh vậy, tạm thời chưa quay về gấp ở lại đây với em thêm vài hôm nữa thẩm đường gật đầu anh muốn ở đây với cô vài hôm nữa nhưng cứ luôn ở phòng ngủ của cô thì ra vào không tiện lắm ngày mai em đặt homestay cho anh nhà của anh thẩm luôn giữ lại một phòng có khi bạn bè lại đây chơi thì ở cũng tiện ngày mai cô sẽ đi đặt phòng trống tưởng thành giật lật một tờ kịch bản đặt cũng được anh đến thì cũng đến rồi luôn muốn gặp mặt ông thăm hỏi ông một chút đến lúc đó sẽ lấy thân phận du khách tâm sự với ông buổi tối còn đến chỗ này của em ở nói đến căn nhà lầu phía trước dùng để mở homestay sao em và ông lại không ở căn nhà lầu phía trước vậy mở cửa sổ ra là có thể thấy được biển rồi thẩm đường em xem từ nhỏ đến lớn rồi không có gì mới mẻ cả nhà cô cách bờ cát chỉ có mấy chục mét đang ăn cơm cũng có thể nhìn ra biển cả khi còn nhỏ, cô không có bạn chơi cùng, anh thầm lớn hơn cô 8 tuổi, lúc cô hiểu chuyện thì anh thầm đã có thể giúp làm việc nhà, khi nhàm chán cô sẽ dọn cái băng ghế nhỏ ngồi ở cửa xem sóng biển, chơi hạt cát, khi đó, nơi này không có bờ cát đắt như châu báu, không có người đến du lịch, bờ biển đều là những chiếc thuyền đánh cá, trong thôn ông cũng có một con thuyền, đến tuổi đi học, ông đưa cô vào thành phố để đến trường, lúc ấy quá nhỏ, cô sợ một mình ở trốn xa lạ muốn học ở trong thôn Ông nói: "Ba tìm trường học cho cô, cô nhất định phải đi, như vậy sau này mới có thể có tương lai." Cô hỏi ông: "Ba mẹ bận xong rồi sẽ đến thăm cô sao?" Dáng vẻ trầm tĩnh của ông lúc đó, bây giờ cô còn nhớ rất rõ, ông lừa cô, nói ba nhất định sẽ tới thăm con. Câu nói: "Ba nhất định sẽ tới thăm con" đã trở thành giấc mộng trước lúc lên cấp 2 của cô. Đến khi lên cấp 2 thì cô đã hoàn toàn tỉnh ngộ, không phải do ba mẹ bận, là do họ không cần cô thẩm đường ngừng suy nghĩ nói với tưởng thành duật ngủ ngon nha ngủ ngon Tưởng Thành Duật vòng lấy sau lưng cô. Thẩm Đường không biết khi nào mình ngủ mất âm thanh lật trang giấy của Tưởng Thành Duật bên tai càng ngày càng xa. 5 giờ sáng, Tưởng Thành Duật hơi mệt kịch bản xem xong một nửa, anh tắt đèn đi ngủ. Lúc này bờ biển đã náo nhiệt lên, đều là những người trẻ tuổi ra đợi mặt trời mọc. Ông có thói quen ngủ sớm dậy sớm. Trời vừa sáng ông đã lên xe điện đi dọc theo con đường trong thôn một vòng. Hình như mỗi ngày đều như thế. Cửa chính hôm tây của anh thẩm cũng mở từ sớm ông ơi hôm nay vẫn muốn đi lòng vòng sao ông dù sao cũng ngủ không được đường đường không biết ngủ đến mấy giờ ông chạy ra ngoài một đoạn lại đảo trở về dặn dò anh thẩm đường đường ăn không hết nhiều như vậy giữa trưa các con không cần phải làm thêm đồ ăn gì đâu có cái gì thì ăn cái đó con bé không kén chọn anh thẩm đồng ý bọn họ mở homestay ở đây đã không ít năm thẩm đường không nhận tiền thuê nhà bọn họ họ chăm sóc ông một ngày ba bữa cơm, mỗi lần thẩm đường trở về cũng là ăn ở nhà bọn họ, thẩm đường và tưởng thành ruột ngủ đến 10 giờ rưỡi mới tỉnh dậy, ngày nghỉ đầu tiên, tâm. Trạng vui vẻ và thả lỏng, thầm Đường nhìn kịch bản đã lật đặt trên tủ đầu giường, quyển sách tối hôm qua cô chuẩn bị cho Tưởng Thành Duật nhưng lại không có dấu hiệu đã lật xem, sao bây giờ anh thích xem kịch bản vậy? Lần trước ở Bắc Kinh cũng vậy, xem từng trang của xanh tiêu mà cô phải quay vào tháng sau, Tưởng Thành Duật hỏi một đằng trả lời một nẻo, cái kịch bản này cũng không tệ khi nào em quay mấy hôm trước cô từ chối chị lị rất dứt khoát vậy mà lúc này lại do dự trong đầu dần hiện lên quyền nhật ký của ông em không có dự định nhận bộ phim này cô thay váy ra ngoài em đi mua bữa sáng cho anh anh ở trong phòng đừng đi ra ngoài đó ừm anh biết rồi thẩm đường khóa cửa phòng ngủ rút chìa khóa ra cửa phòng ngủ của ông rộng mở phòng khách không có ai xe đạp điện ở trong sân thẩm đường đi ra ngoài sân mới nhìn thấy ông bước chân cô nhanh nhanh hơn, ông ngồi ở ven đường trước sân, nhìn bọn nhỏ chơi đùa trên bờ cát, ánh mắt trống rỗng, rất giống cô khi còn nhỏ, ngồi ở cửa nhìn thế nào cũng không nhìn đến bờ của biển cả, ngóng trông ba mẹ đến thăm mình, có khi ngồi đến vài tiếng đồng hồ, ông ơi, dậy rồi sao? Ông quay đầu lại, khuôn mặt đã có nếp nhăn tươi cười, thầm đường nửa ngồi xổm xuống, ghé vào đầu gối ông, ông đang xem cái gì vậy à, xem náo nhiệt thôi ông cười người già rồi ấy mà mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì làm có việc cũng không làm nổi nữa qua một ngày thì thiếu một ngày ông được được không nói cái này nữa thẩm đường đau khổ nhất là nghe đến mấy cái này nhưng tuổi ông đã lớn vẫn không tự chủ được cảm giác thấy mình không còn nhiều thời gian cô không yên lòng ngón tay cô bấu vào lòng bàn tay ngọ ngoại một phen ông ơi tháng năm năm sau có thể con sẽ đóng phim ở thâm quyến đó chờ tháng sau con đi diễn thử sẽ biết có thể đóng hay không nếu nhận bộ phim này thì đến lúc đó ông có thể thường xuyên đến thăm con rồi là có thể nhìn thấy trần nam kình rồi ông vừa nghe cháu gái nói sẽ đóng phim ở thâm quyến thì liên tục nói tốt còn chưa kịp vui mừng thì ông lại lo lắng bộ dạng này của ông có làm con mất mặt không ông nói cái gì vậy chọc cháu gái không vui ông nhanh nhạy bảo đảm ông chắc chắn sẽ đến thăm con nhìn xem đường đường của chúng ta đóng phim như thế nào ông vào nhà đi bên ngoài nắng lắm thẩm đường đứng lên, con đi vài vòng, mua vài món hải sản về ăn, đi đến chỗ yên tĩnh, thẩm đường gọi điện thoại cho chị Lị, em sẽ diễn thử, chị Lị sừng sốt, ngay sau đó vui vẻ ra mặt, nghĩ thông suốt rồi sao, thẩm đường không hé răng, sao lại nghĩ thông suốt, sao có thể nghĩ thông suốt chứ, chẳng qua là... Muốn tạo một cơ hội, cho ông được nhìn thấy con trai của mình vào cuối đời thôi, vậy chị liên hệ đạo diễn chu cho em. Mấy ngày nay ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đấy, cúp điện thoại, thầm đường đi vòng bờ biển, kéo vành nón xuống thật thấp, che đi khuôn mặt, cởi giày sang đan đá nước biển, trong lòng cô có nỗi khổ không nói nên lời, cô đi dọc theo đường ven biển, du khách bơi lội bên cạnh càng ngày càng ít, đi thẳng đến chỗ không có ai, cô gửi tin nhắn cho chủ biên của tạp chí thời trang, muốn lấy số điện thoại của Trần Nam Kình, Trần Nam Kình đặt làm một bộ phim cho con gái Trần Nhất Nặc của ông ta, cuối cùng vẫn là cô vội vàng đi xem náo nhiệt trong nháy mắt đã có người nhận điện thoại đường đường trần nam kình có số của mình thẩm đường cũng không thấy kỳ lạ chút nào mấy năm trước trần nam kình đã từng gọi điện thoại cho cô cô thẳng thừng chặn số ông ta, hơn 20 năm chẳng quan tâm cô, đến nhận còn không muốn nhận cô, bây giờ lại giả vờ ấy náy muốn chết, dù thế chỉ cảm động được chính ông ta thôi, bộ phim, đầu hạ năm ấy, đó, tôi muốn diễn, bởi vì là tuyển chọn công khai, cô cần bảo đảm mình có thể diễn, như vậy mới có cơ hội để ông đi thăm mình, Trần Nam Kình sợ bản thân mình nghe lầm, con muốn diễn sao, thẩm đường lạnh lùng nói, thế nào, không được sao, được, đương nhiên là. Là được đường đường ba mới nói được một nửa thẩm đường đã cúp điện thoại. Trần Nam Kình muốn gọi lại hỏi khi nào cô rảnh đến diễn thử. Chỉ là điện thoại còn chưa kết nối ông ta đã ấn tắt, sợ vì chuyện diễn thử mà cô sẽ từ chối diễn, vừa rồi lúc nghe ông ta rất kích động, tìm từ để nói thật cẩn thận, sau đó lời nói còn chưa nói xong đã bị cúp điện thoại, vẻ mặt của ông ta lúc này đều rơi vào trong mắt Chu Minh Khiêm, hôm nay Chu Minh Khiêm hẹn Trần Nam Kình thảo luận tiến triển của hạng mục đầu hạ năm ấy, anh ta không quan tâm quá nhiều chuyện riêng của người khác, cầm cái ly uống nước lên, Trần Nam kình bình tĩnh lại nhìn về phía chu minh khiêm thẩm đường là con gái của tôi là đứa con của tôi và vợ trước hẳn là cậu đã nghe qua cái tin đồn có liên quan đó không phải là lời đồn là sự thật lời nói này giống như một tiếng sấm nổ vang rền trên đỉnh đầu của chu minh khiêm nổ đến thiếu chút nữa anh ta không cầm chắc cái ly anh ta cố tỏ ra bình tĩnh thẩm đường sao đúng vậy chu minh khiêm uống một lúc mấy ngụm nước xoa dịu không khí có phải là tôi đã biết hơn hơi nhiều rồi không trần nam kình không cười nổi các loại cảm giác trong lòng giống sóng lớn quay cuồng đường đường muốn diễn bộ phim này lúc trước khi chu minh khiêm xem xong kịch bản trong mắt cũng tự động xuất hiện gương mặt của thẩm đường vốn dĩ anh ta muốn để thẩm đường nhận vai này cũng đã truyền kịch bản đến cho người đại diện của thẩm đường trong tính cách của vai nữ chính kia chú bảo biên kịch dựa theo thẩm đường mà viết sao trần nam kình không phủ nhận dù sao cũng chỉ là dựa theo tính cách của cô viết thôi không hy vọng xa vời cô có thể diễn phim của ông ta chu minh khiêm không rõ nếu là bộ phim dành cho cô ấy chú không phải nên nói thẳng với cô ấy sao trần nam kình cũng cũng là bất đắc dĩ, con bé sẽ không tiếp nhận đâu. Trước kia tôi có gọi điện thoại cho nó, nó còn chặn tôi. Tiền cấp dưỡng tôi cho nó khi còn nhỏ, nó đã trả lại gấp 10 lần, năm trước đã chuyển toàn bộ lại cho tôi rồi, cô còn nhắn lại với ông ta, về mặt tiền bạc tôi đã thanh toán xong với ông, không hề thiếu ông một chút nào còn những người nợ tôi, rồi sẽ có một ngày tôi làm cho các người mất đi gấp bội, đấu tranh một lúc lâu, Trần Nam kình nhờ Chu Minh Khiêm, đến lúc đó, phía bên gì phản, cậu cứ nói là cậu kiên quyết nhận thẩm đường, dù sao cũng là tuyển chọn công khai, rốt cuộc Chu Minh Khiêm cũng hiểu vì sao Trần Nam kình lại nói bí mật động trời của ông ta cho mình nghe, thì ra là vì ông ta phải đối phó với Phản Ngọc, Phản Ngọc là vợ hiện tại của Trần Nam kình mẹ của Trần Nhất Nạc, gì phản biết thẩm đường là con gái chú sao ừm trước khi kết hôn tôi đã thẳng thắn nói ra hai tay trần nam kình dùng sức nắm lại dì phàn của cậu không cho tôi ở gần với thẩm đường sợ đến lúc đó sẽ gây xôn xao dư luận sẽ liên lụy đến nhất nặc bị người trên mạng tấn công nói không chừng đến giới giải trí cũng không ở lại được trầm tĩnh một lúc lâu nếu như truyền thông biết thẩm đường là con gái của tôi bọn họ còn không đào ba thước đất tìm ra vợ trước của tôi là ai sao mẹ của thẩm đường bà ấy đã có cuộc sống yên ổn của mình rồi nên cũng không hy vọng bị bất cứ kẻ nào quấy dày bao gồm cả đường đường cho nên tôi không nhận đường đường ngay cả ba mình cũng đã rất nhiều năm tôi không về thăm ông ấy rồi nếu đổi lại là anh ta có một ông bố ích kỷ và một bà mẹ nhẫn tâm như vậy anh ta sẽ như thế nào chu minh khiêm không dám tưởng tượng sự việc của trần nam kình và thẩm đường anh ta chỉ là một người ngoài không biết làm thế nào để bình ổn lại chỉ có thể yên lặng uống nước uống xong một ly lại rót tiếp một ly sóng biển mãnh liệt làm ướt làn váy thẩm đường đứng một lát trong nước biển quay về con đường cũ tưởng thành duật gọi điện thoại đến tiệm cơm ở thôn em đắt khách như vậy sao em xếp hàng đã sắp một giờ còn muốn xếp hàng bao lâu nữa thẩm đường sắp rồi em gói mang về không ít đồ ăn ngon cho anh đâu Cô bước nhanh về hướng bờ biển, kim ốc tàng kiều, thiếu chút nữa cô đã quên mất kiều, đang ở nhà này, tưởng thành ruột bỏ di động xuống xem kịch bản tiếp, sau khi thẩm đường đi anh đã bắt đầu tắm rửa, bây giờ tóc cũng đã khô rồi mà cô còn chưa trở về, không đến vài phút, có người gõ cửa, tưởng thành ruột tưởng thẩm đường về, anh đứng dậy đi mở cửa, đường đường, cùng lúc với tiếng gọi của ông, cửa phòng ngủ vừa mở ra từ bên trong, bốn mắt nhìn nhau, mắt to chừng mắt nhỏ hai người đều sừng sốt. Thẩm Đường mua một gói đồ toàn bộ là hải sản cho Tưởng Thành Duật, ngay cả cơm cũng là cơm chiên hải sản. Ông chủ khách sạn là người trong thôn, liếc mắt một cái là đã nhận ra cô, nói chuyện với cô một vài câu, nhìn thấy cô gói nhiều thức ăn như thế thì nói cô ăn khỏe hơn trước đây, nhưng càng ăn lại càng gầy, cô đành phải cười ngắt những lời nói đó. Cô mang theo một đống thức ăn đặc sắc, thầm đường nhanh chóng đi thẳng trở về, còn chạy nhanh vài bước nhỏ, sau khi đẩy cánh cửa lớn của phòng khách ra, trong phút chốc cô phải trợn tròn hai mắt tưởng thành duật và ông nội đang ngồi đối diện nhau trên ghế sofa, anh đang pha trà cho ông nội, khi cửa bị đẩy ra, anh và ông nội đều ngước mắt nhìn, bầu không khí không biết nói gì trong phòng khách trở nên thật kỳ diệu, thậm chí là hơi xấu hổ, trong đầu thầm đường giống như có một mớ Hỗn độn quanh co rối loạn, không rõ bây giờ rốt cuộc là đang xảy ra tình huống gì, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, cố gắng lấy lại tinh thần trong vài giây ngắn ngủi, mấy năm làm diễn viên thật không uổng phí, mọi người đều đang uống trà ở đây sao? Ông nội, con giới thiệu với ông một chút, người này chính là cô cười ngay sau đó thì chuyển ánh mắt sang tưởng thành duật tưởng thành duật hiểu ý cô nhưng không có ý tiếp nhận nói anh vừa mới tự giới thiệu với ông nội rồi anh là vệ sĩ mà công ty cử đến bên cạnh em còn có nhiệm vụ tập lời thoại hàng ngày tưởng thành duật đứng lên cô giáo thẩm em trò chuyện với ông nội đi anh đi ăn cơm sẵn tiện ôn lại lời thoại thẩm đường nhịn cười lấy cái túi đồ đưa cho anh tưởng thành duật nhận lấy cầm luôn vào tay cô sau vài giây cầm Tầm tay thì anh dùng khẩu hình miệng nói câu xin lỗi em anh thật sự có lỗi không cẩn thận để cho mình chạm mặt ông nội trước trên cửa phòng ngủ thẩm đường nhìn về phía ông nội ông nội chống gậy đứng lên chỉ chỉ vào cửa phòng ngủ của ông bảo cháu gái và ông cùng đi vào có một chút chuyện không thể nói ở phòng khách không thể để cho tưởng thành duật nghe được thẩm đường giúp ông nội quay trở về phòng ngủ khóa trái cửa lại ông nội trở nên thoải mái hơn nhiều lúc nãy cả người người đều không dễ chịu ông tựa vào mép giường để ghế cho cháu gái ngồi đường đường người đó có thật là vệ sĩ của con không thẩm đường gật đầu liên tục cô không biết trong khoảng thời gian cô không trở về tưởng thành duật và ông nội đã nói những gì lúc này nói nhiều sai nhiều cô nên cố gắng duy trì im lặng hai tay ông nội cầm lấy gậy gõ vài cái có như không có trên mặt đất không tình nguyện chấp nhận việc tưởng thành duật là vệ sĩ nhưng vẫn không đoán ra được đẹp trai lịch sự như thế sao lại đi làm vệ sĩ nhỉ phải đứng từ sáng đến tối, lúc nãy ông cảm thấy không được tự nhiên là bởi vì tưởng thành duật cứ kính cẩn lễ phép đứng sang một bên, nói đây là trách nhiệm công việc của anh, đã thành thói quen rồi nên được ngồi lại cảm thấy không quen, lúc sau là bởi vì ông bảo anh ngồi mãi tưởng thành duật mới chịu ngồi xuống, thẩm đường, hai tay cô vặn tới vặn lui, nói dối thật sự khiến cho người ta không thở nổi, ông nội chống gậy đi qua đi lại trên mặt đất, đường đường, người này làm vệ sĩ cho con được bao lâu rồi thẩm đường giống như là đang thành thật nhớ lại con quên mất rồi cũng không nhớ nổi làm sao có thời gian để nhớ mấy chuyện dâu riêng này cơ chứ chỉ là một vệ sĩ thôi là do công ty đưa đến ạ à. cô biểu hiện như không có vấn đề gì ông nội không khỏi lo lắng nói người này cả ngày đi theo con đến khắp mọi nơi vậy làm sao còn thời gian để tìm đối tượng lập gia đình chứ ông nội thẩm đường cười một cách bất đắc dĩ nói không chừng là người ta vốn không có dự tính kết hôn đâu dù sao người có thân phận như bọn họ rất đặc thù người bình thường như chúng ta không thể hiểu rõ trong lòng anh ấy muốn gì đâu ông nội ông nhìn thấy cậu ấy rất có trách nhiệm mà thẩm đường hùa theo ông dạ tố chất nghề nghiệp không tệ ạ à, điều ông nội quan tâm nhất là vậy vệ sĩ riêng này buổi tối sẽ ở đâu tối hôm qua anh ấy ở đỡ phía sau nhà của một homestay một lát nữa con sẽ nhờ anh thẩm mở cho anh ấy một căn phòng như vậy sẽ tiện để anh ấy bảo vệ con thẩm đường giải thích thế này trước đó con vội vã trở về phòng ở nhà anh thẩm đã kín rồi ông nội nói không phải anh thẩm của con vẫn có một căn phòng không đón khách bên ngoài đến sao thẩm đường gật đầu con mới quay xong một bộ phim không được mấy ngày mỗi ngày đều như sống trong bộ phim đó nên đã quên mất chuyện này cũng là tối hôm qua sau khi ngủ dậy con mới nhớ đến giọng nói của cô rất tự nhiên chờ ăn cơm xong con sẽ nói với anh thẩm một tiếng trong lúc nói chuyện thẩm đường tiện tay lấy một cây bút trên bàn của ông nội để nghịch có cuốn sổ bìa da màu đen đặt ở cạnh máy tính một phần nhỏ của chiếc duy băng màu đỏ kèm theo để đánh dấu trang bị lộ ra ngoài thu ánh mắt lại cô chơi đùa xoay cây bút vốn dĩ ông nội còn có không ít chuyện phải nói những nhìn thấy cháu gái đang đang cầm cầm cây bút của ông để chơi đùa, gần chút nữa là quyển sổ ghi chép, tim của ông bỗng nhiên như nhảy lên cuống họng, "Đường Đường, con trở về phòng đi, mau chóng tập đối đáp lời thoại, ông đi xem thử xem nhà anh thẩm của con làm đồ ăn gì, bởi vì trột dạ cho nên ông nội mới thúc." Dục cô đi, thẩm đường buông bút máy ra rồi trở về phòng mình, tưởng thành duật đang ăn cơm chiên hải sản, ngẩng đầu lên nhìn ở phía sau cô không có ai, anh không có làm sai gì đúng không, không có thẩm đường ngồi xếp bằng trên tấm thảm lông dê đặt trước bàn trà anh nói cơm chiên hải sản này cũng giống với mùi vị bình thường anh hay ăn em dặn ông chủ bảo đầu bếp dựa theo khẩu vị của anh mà làm đó tưởng thành ruật nhìn cô em biết anh thích ăn cơm chiên hải sản như thế nào sao ừm Thẩm Đường không nói nhiều, lấy tay chống cằm nhìn anh, nhìn phần cơm chiên hải sản, tưởng Thành Duật cũng không hỏi cặn kẽ nguyên nhân chuyện vừa rồi cô đi ra ngoài lâu vậy là đi chơi ở chỗ nào, sáng ngày mai anh đi vào thành phố một chuyến, buổi chiều sẽ trở về. Nghiêm Hạ Vũ và Phó Thành Lẫm đến Thâm Quyến để bàn chuyện hợp tác. Anh thông báo cho cô trước, hai người Nghiêm Hạ Vũ và Phó Thành Lẫm, Thẩm Đường đều biết Phó Thành Lẫm là một người bạn thân khác của anh, ba người bọn họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, còn hợp tác mở công ty với nhau, cô lấy một con tôm đã bóc vỏ từ trong hộp đựng cơm của tưởng Thành Duật ăn, như lời anh nói thì ngày mai anh phải đi vào thành phố rồi, anh không định xin lỗi vì không thể ở cùng em một ngày sao? tưởng Thành Duật, khi về sẽ bù đắp cho em hai ngày, như thế vẫn còn ít lắm, tưởng Thành Duật để lại con tôm bóc vỏ cuối cùng trong hộp đựng cơm cho cô, nói nói tới cây đàn piano trong phòng khách, cây đàn piano đó đã được một vài năm tuổi, là hàng được nhập khẩu, lúc ban đầu cô nói trong nhà có tiền, không phải là nói đùa, lúc nhỏ em thích đàn piano đúng không? Ừm. Nếu không vì một lòng muốn bước vào giới giải trí thì có thể hiện giờ em đã trở thành một bậc thầy piano rồi, biểu diễn trước toàn thế giới cũng không đúng lắm nếu lúc ấy em không bước vào giới giải trí sau khi tốt nghiệp đại học em nhất định sẽ làm nghề phân tích chứng khoán rồi có thể gặp được anh ở nơi làm việc anh sẽ bị trí tuệ hoàn hảo của em làm ấn tượng nhưng thật đáng tiếc biển khổ không có bến bờ em cũng không thể quay lại trước đó được khóe miệng cô mỉm cười nói ra những lời làm cho người khác không thể phân biệt là thật hay giả tưởng thành duật ăn gần hết anh dọn dẹp bàn trà thẩm đường giúp anh cầm mấy cái vỏ túi đựng vứt vào trong thùng rác cô vừa nói đến tốt nghiệp đại học cách ba năm anh lại hỏi một lần vậy rốt cuộc em tốt nghiệp từ trường nào vậy thẩm đường ngẩng đầu nhìn anh anh hỏi trung học cơ sở hay là trung học phổ thông tưởng thành duật không nói gì chỉ khẽ cười anh cầm chai nước dựa trên cửa sổ đứng ở đó để tiêu hóa thức ăn vừa ăn xong thẩm đường rửa sạch tay đi rồi từ trong toilet ra lau sạch sẽ nước trên tay sao trước kia anh không hỏi em tốt nghiệp trường nào cô dùng khăn lông lau sạch từng ngón tay thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn anh em đã hỏi anh chuyện xin vào học viện kinh doanh có phải rất khó hay không vậy mà anh thậm chí còn không quan tâm đến em tưởng thành ruột hơi ngửa đầu ra uống nước nuốt nước xuống mới quay về phía cô nói lúc hỏi đó em nói em không đậu vào trường đại học tốt vậy nên anh không hỏi nữa để tránh cho cô nói anh khoe khoang bằng cấp trước mặt cô thẩm đường hoàn toàn không thể nhớ được việc này thỏa mãn chỉ tò mò của anh từ tiểu học đến trung học cơ sở em học ở trường học quốc tế trong thành phố đến trung học phổ thông thì học ở nước anh đại học thì cô đối diện với anh để em suy nghĩ một chút nửa câu sau vừa được nói ra thì trở nên không đáng tin cậy tưởng thành ruột không biết trong những lời tiếp theo của cô rốt cuộc là có thể tin tưởng được không hay chỉ là nghe một lời nói đùa vui nghĩ không ra Cô cười, trí nhớ em không tốt đâu, quên mất cả trường đại học rồi, tưởng thành duật biết cô có vài câu không nói thật, cũng có thể là vì cô học ở trường đại học bình thường nên không muốn đề cập đến, anh nghĩ như vậy, 4 giờ 45 phút sáng ngày kế tiếp, mùa đông lạnh làm tưởng thành duật tỉnh dậy, chỉ có một góc chăn đắp trên chân của tưởng thành duật còn lại đều bị thẩm đường quấn chặt trên người, từ đầu tới mông cô đều ở trong chăn, đang ngủ say, mặc kệ chăn bông có lớn để đến bao nhiêu thì cô vẫn có thể chiếm lấy toàn bộ, anh tìm được điều khiển từ xa của máy điều hòa, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng tăng lên chút, ở làng trài, làm việc và nghỉ ngơi đều rất có quy luật, tối hôm qua không đến 10 giờ anh đã đi ngủ, buổi sáng lại bị cơn lạnh của mùa đông làm tỉnh giấc, cũng không thấy buồn ngủ lắm, tưởng thành duật đi tắm nước nóng, 5 giờ 30 tài xế đến đón anh, anh vào thành phố gặp nghiêm hạ vũ và phó thành lẫm, tưởng thành duật sợ sáng hôm nay không thức dậy nổi nên đặt báo thức lúc 5 giờ, đúng giờ thì chuông báo vang lên, thẩm đường rất nhạy cảm với tiếng rung, điện thoại vẫn vang lên nhưng không ai quan tâm, cô nhấc chăn bông đứng lên, đèn trong nhà tắm đang sáng, cánh cửa thủy tinh khép hờ, trên đó đọng lại một tầng hơi nước dày, phòng để quần áo trống không, có người khác ở bên trong, thẩm đường lấy điện thoại của tưởng thành duật tắt chuông báo thức đi, trên màn hình hiện lên tin nhắn chưa đọc, điền thanh lộ, ngày mai anh có đến. Không, tin nhắn được gửi đến vào 10 giờ rưỡi tối hôm qua. Lúc đó, sau khi cô và Tưởng Thành Duật quậy phá ở trên giường được một lúc thì đã đi ngủ rồi cô không biết điền thanh lộ là gì của tưởng thành duật bạn bè hay là đối tác cũng có thể là loại quan hệ khác thẩm đường tắt màn hình trả điện thoại về chỗ cũ cô ngủ cũng đã đủ sau khi bị đánh thức cũng không buồn ngủ nữa cả người quấn trong chăn tựa đầu vào giường chờ tưởng thành duật đi ra ngày hôm nay tưởng thành duật mặc một bộ vest công sở anh cúi đầu đeo cúc tay áo từ phòng để quần áo từ tốn đi ra giọng của thẩm đường pha trộn một chút lười biếng vừa mới tỉnh ngủ, sao anh lại thức sớm vậy, tưởng thành ruột ngẩng đầu, cô đắp chăn trên người và duỗi hai chân ra, anh đi đến bên giường, bị mùa đông lạnh làm tỉnh giấc. Cũng khớp với thời gian phải thức dậy nên anh cũng thức luôn, tưởng thành ruột đi đến mép giường, thầm đường ngửa đầu, đây là thói quen xấu của em khi còn nhỏ, thích quấn lấy chăn khi ngủ nếu lần sau anh thấy lạnh thì cứ kéo chăn lại là được tưởng thành ruột cúi người xuống chống tay ở bên cạnh người cô kéo chăn sẽ đánh thức em sau khi nói xong anh chuẩn bị hôn cô anh đừng nhúc nhích thẩm đường kéo cổ áo sơ mi của anh ra trên cổ có một vết màu tím lớn chính là tác phẩm của cô vào tối hôm qua làm sao vậy Tưởng Thành giật đoán được là vết hôn, là do tối hôm qua em cắn đó, thẩm đường, nói không chừng không phải là do em, ngoại trừ em ra thì thế nào cũng không thể có người khác, thẩm đường kéo cúc áo sơ mi của anh lên trên một chút, làm như vậy là có thể che hết toàn bộ, tối hôm qua Tưởng Thành giật bị cô quấy giày không ít, không có, cái đó, anh cũng không tiện đi ra ngoài mua, một vệ sĩ, mà mua loại đồ dùng này cũng khiến cho người khác phải suy nghĩ nhiều, hầu hết các cửa hàng trong thôn này đều là do người trong thôn mở nên tối hôm qua anh đành phải chịu đựng điện thoại ong ong rung lên tài xế đã đến nên gọi điện thoại cho anh tưởng thành ruột cúi đầu hôn lên gò má của cô em ngủ tiếp đi anh đi đến trước lúc trời tối sẽ trở về cầm điện thoại trên tay anh tắt đèn tường rồi rời đi chưa đến 5 giờ rưỡi thì trời đã sáng trong không khí lúc sáng sớm có mùi vị của biển du khách tấp nập trên bãi biển họ đang đợi mặt trời mọc Hai chiếc ô tô màu đen lần lượt dừng lại ở cửa lối vào, vệ sĩ nhìn thấy Tưởng Thành Duật đi ra từ trong sân thì mở cửa xe cho anh, lần này thư ký cũng đi theo xe đến đây, đi lên phía trước vài bước, "Chủ tịch Tưởng, 15 phút sau sẽ bắt đầu hội nghị truyền hình nước ngoài." Tưởng Thành Duật gật đầu, đột nhiên anh xoay đầu giống như có cảm giác gì đó, ông nội ngồi ở trước hàng rào, đang ngơ ngác nhìn anh và xe của anh, cách xa mấy mét, tiếng "Chủ tịch" tưởng vừa rồi ông nội cũng nghe rất rõ tưởng thành duật kêu vệ sĩ và thư ký lên xe trước anh bước đến trước mặt ông nội ông nội sao ông lại thức sớm vậy ông nội đã biết rõ nhưng không nói ra lớn tuổi rồi nên ngủ không được ông chỉ tay về phía bờ biển chỉ cần thời tiết tốt mỗi ngày ông đều sẽ chờ mặt trời mọc tưởng thành duật ngồi xổm xuống suy nghĩ nên giải thích như thế nào anh thật sự không thể tiếp tục nói dối trước mặt một ông cụ ông nội nghĩ rằng hôm nay anh đi rồi sẽ không trở lại nữa chỉ cần không chê không khí nơi đây sau này có rảnh thì con có thể đến đây chơi con không đi bây giờ con phải ở bên cạnh chăm sóc ông vài ngày chỉ là hôm nay con phải vào trong thành phố để bàn việc vẻ mặt tưởng thành duật tràn đầy áy náy ông nội chờ đến lúc xế chiều con trở về rồi chúng ta sẽ nói chuyện nhé tuy rằng ông nội không biết vì sao tưởng thành duật lại nói dối với ông rằng mình là vệ sĩ nhưng chắc chắn là có nguyên nhân con mau lên xe đi đừng để chậm trễ công việc không phải là còn đi họp sao tưởng thành duật xấu hổ không nói nên lời anh gật đầu trước khi rời đi anh dùng sức cầm lấy mu bàn tay thô giáp thăng trầm của ông nội anh đi thẳng đến Đến ô tô rồi vào xe tưởng thành ruột đóng cửa kính xe lại đến hội nghị được 5 phút anh nhắn tin cho thẩm đường ông nội ở ngoài cổng không ngờ ông thức sớm đến như vậy buổi chiều anh trở về sẽ giải thích với ông nội nói anh thích em đang theo đuổi em theo từ Bắc Kinh cho đến đây chờ lần sau có thời gian rảnh anh và em sẽ lại quay trở về thôn Hải đường đến lúc đó sẽ nói với ông nội là anh đã theo đuổi được em.